Đây là bộ 5 đĩa MD, những cái em mà những cái album mà đang hot nhất hiện nay ha. À, cái đĩa thứ nhất là đĩa Phương Anh Một Cõi Tình Phai. Đĩa thứ hai là đĩa Hương Tình Cũ của Tuấn Anh ha, Hương Tình Cũ 1 2. À, một cái đĩa bản Tình Trầm của Xuân Hảo và đĩa Tiếng Hát Thúy Hà ha. Bộ 5 đĩa này em bán với giá là có cả hộp nha các bác. 200.000 ha, 200.000. Nếu mà các bác chuyển khoản thì em bao ship ha. Còn nếu mà các bác nhận hàng thanh toán thì phí thì là 220 nha, 220.000. Nếu mà chuyển khoản trước thì là 200, còn nếu mà nhận hàng thanh toán thì là 220 ha. Bộ 5 đĩa hot nhất ha, đang hot bây giờ và được ghi với chất lượng cao nhất nha các bác. Dạ. Rồi các bác nào quan tâm hoặc có nhu cầu thì xin liên hệ trực tiếp với em theo cái số điện thoại ở bên dưới nha. Dạ. Bộ đĩa MD 5 đĩa ha. Có hộp đầy đủ ha, vỏ hộp đầy đủ, có hộp. Hộp riêng của shop em nha. Dạ, như vẫn thường có đấy ạ. Dạ. Rồi, em xin dừng từ đây. Bác nào thích bộ đĩa này thì liên hệ trực tiếp giùm em. Dạ, em xin cảm ơn rất là nhiều ạ.